Xem không đến chứ. Tại anh không tìm được. Làm sao mà tìm đến được khi anh chỉ sống xui dụi lén lút tốn tránh trong 30 năm rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tình hình. Kể cả em không còn sống lại được tuổi học trò, và anh thì tuổi trẻ đã quá rồi. Anh là chỉ có tuổi trẻ. Vậy này có bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có ngày hai đứa mình tốn đi đâu đấy thật xa 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 cái nơi loạn lạc và hy vọng vào cái gì mà sống chứ. Thank you.